Chào các bạn nha. Bữa nay mình quay cái video này không có giới thiệu sản phẩm nào hết, không có bán hàng. Chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề gửi hàng trong cái mùa dịch này, và một chút xíu về cái một cái bài báo mới đọc. Cái bài báo mới đọc là có tiêu đề là đi chợ giúp một phường ở thành phố Hồ Chí Minh, bộ đội bị bơm 30 đơn hàng. Cái này đọc cũng hơi bức xúc, tại vì cái ý thức nó hơi tồi. Còn như mình á, mình bán cái hàng nè, nếu như có những cục hàng bị bơm về như này nó rất là chuyện rất là bình thường, vì nó chẳng có gì cả, nó chỉ là một món đồ chơi. Nhiều khi các bạn đặt hàng rồi nhưng các bạn đổi ý hoặc là gia đình không cho nhận, đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái chuyện này nè, dịch bệnh mà đặt hàng bơm hàng như thế này là rất là tồi tệ. Trên tay Duy Kiều cầm không phải là hai cục hàng bị bơm. Cái chuyện mà bán hàng bị bơm hàng á, thì ai cũng gặp hết, nhưng mà Duy Kiều không bao giờ nói về cái vấn đề đó. Hai cục hàng này chỉ là hai cục hàng gửi tới nhưng mà không thể đi giao và người ta trả về thôi. Đó, tại sao lại không thể đi giao, đúng không? Tại sao có một số bạn trong một tháng qua các bạn điện tới mua hàng, các bạn nói là ở chỗ các bạn shipper vẫn hoạt động bình thường, vẫn giao hàng bình thường, nhưng mà Duy Kiều lại nói là sẽ không bán mà không gửi được. Thì ai bán hàng mà chẳng muốn có người đặt để gửi, đúng không? Nhưng mà nói cho nó dễ hiểu một tí nha. Nói cho nó dễ hiểu một tí. Thứ nhất là cái chỗ các bạn có dịch, hàng tới có thể người ta sẽ không giao được. Thứ hai là các bạn nếu đặt một đơn hàng của mình, hàng tới các bạn sẽ phải tiếp xúc với người đi giao hàng đó thì các bạn mới nhận được cục hàng này. Thì nếu mà nói nhiều quá, có một số người sẽ nói là nói cho vui miệng, kiểu giống như là cái chuyện nhận hàng là chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của anh, anh bán thì anh cứ gửi, đúng không? Nhưng mà Duy Kiều có một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình của bạn mình là đóng cửa một tháng, chỉ ở nhà không thôi, không có tiếp xúc. Nói chung là cực kỳ, rất là kỹ lưỡng, nhưng chỉ có một lần sơ sẩy, đó là tiếp xúc với một người shipper để nhận một món hàng. Đó là cái lần sơ sẩy. Và cái dịch tễ điều tra thì cái lần đó chính là cái lần dẫn tới người thân bị lây nhiễm Covid. Đó là thực tế nha, Covid có thể lây nhiễm qua những đồ vật như thế này. Nó sẽ có thể dính ở trên đây, nó có thể sống được bao nhiêu tiếng nó. Tức là không phải là nó ký sinh ở trên này nha, tức là khi mà cái người bị lây nhiễm đó, ví dụ như cái một người shipper đi, họ nói chuyện, nó văng con virus ra đây mà các bạn cầm vào, các bạn không khử khuẩn, các bạn hút thuốc, các bạn đưa lên mũi chẳng hạn, thì nó sẽ lây nhiễm cho các bạn. Đó là lý do mà các bạn ở vùng dịch, các bạn đặt hàng, các bạn nói có người đi giao bình thường và các bạn có thể tự đi lấy nhưng mà mình không gửi. Ok. Và sẵn đây mình sẽ thông báo luôn là mình sẽ ngưng gửi hàng các tỉnh phía Nam, từ Đồng Nai, trở về tới Cà Mau. Sẽ ngưng gửi hàng và các một số tỉnh như là Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội chẳng hạn. Những chỗ mà dịch nặng đó. Đó, cái vấn đề này nè, cái vấn đề mà đi chợ bơm hàng thì tại vì mình cũng thấy nó, mình không có ở đó, mình không phải là cái người bộ đội đó, nhưng mà mình lại cảm thấy bức xúc. Tại vì á, mình từng là bộ đội, mình hiểu được những người mà đi trực tiếp đi chợ mua hàng cho 30 người này nè, của cái phường này nè,
là những người thanh niên mới lớn 18 đôi 10 học xong đi nghĩa vụ vô đó là tân binh đó. Thì khi mà bộ đội tới thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ cho người dân, mình nói gọn lại hơi là giúp đỡ về cái vấn đề đi chợ này nè, thì đó là những sĩ quan, những người chỉ huy á, họ sẽ có công việc khác. Còn như những cái công việc đi chợ này á, sẽ là trực tiếp những người lính đi, 90% là họ. Họ có thể là ai, là con, là cháu, hoặc là em của chúng ta. Mình cũng có em, hoặc em mình vẫn đang đi bộ đội. Và cũng phải cũng như thế này. Nhưng mà để đi mua được hàng cho một gia đình, họ phải tiếp xúc với rất là nhiều người bán rau, người bán thịt, rồi chốt kiểm dịch này, chốt kiểm dịch nọ mới đem cục hàng tới được. Nhưng mà chỉ có một phường mà 30 đơn hàng bom. Một phường thành phố Hồ Chí Minh nha, nói về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận? Mười mấy quận. Mỗi một quận có bao nhiêu phường? Cái này thống kê chỉ có một phường mà 30 đơn. Tức là cái ý thức rất là tồi. Các bạn cứ lên mạng livestream, lên TikTok, lên YouTube, lên Facebook, than khổ không có đồ ăn, đói không có việc làm. Đó, những người khổ thì người ta than như vậy đó, còn những người này không lên than nhưng mà lại làm như thế này nè. Ý thức rất là xấu, rất là tồi. Như thế này thì bao giờ mới hết dịch các bạn? Rất là khổ. Ai bị rồi hoặc ai chứng kiến rồi á, mình không bị, không chứng kiến, nhưng mà mình hay lướt Facebook hay TikTok, mình xem có những nhà bị mấy người, có những nhà là hai ba người nhiễm thì nhiều nha, còn những nhà là chết hai ba người là có. Tất nhiên là không phải người nào bị cũng chết, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Thống kê là bao nhiêu ngàn rồi, Việt Nam mình nhiều rồi đó, còn các nước khác là rất là nhiều. Nhưng mà mình lên đây mình sẵn mình nói luôn, chứ thật ra các bạn cũng có dùng smartphone, dùng điện thoại cảm ứng, các bạn cũng xem được hết rồi. Chỉ có một số người là không dùng smartphone thì không biết thôi. Sẵn mình chia sẻ luôn, ví dụ như là bạn nào chưa biết thì mình nên hạn chế. Các bạn ở vùng dịch đừng đặt hàng nữa, chứ kêu có thể ngừng bán nửa tháng, một tháng, hai ba tháng luôn. Các bạn ở vùng dịch đừng đặt hàng, đừng chơi. Các bạn có thể chơi cả một đời người mấy chục năm mà. Các bạn thích món đồ chơi này đúng không? Các bạn ở vùng dịch nè, các bạn điện thoại tới như kiểu không bán. Nó không bán. Các bạn chơi một vài tháng thì có làm được gì đâu. Chơi cả mấy chục năm. Một đời người mấy chục năm chơi thoải mái. Bạn nào muốn mua hàng, bạn nào ở vùng không có dịch thì các bạn hãy đặt điện thoại mua hàng. Còn ở vùng dịch thì đừng mua hàng. Nhiều khi từ chối cũng khó lắm, từ chối các bạn. Chỗ anh người ta vẫn đi giao hàng bình thường. Nhưng mà đây những cái mối nguy hiểm đây các bạn. Mối nguy hiểm nè. Một người shipper một ngày giao mấy chục người, mấy trăm đơn hàng, tiếp xúc với bao nhiêu người. Nó có thể ở trên đây bất, con virus có thể ở trên cục hàng bất cứ lúc nào. Chỗ không có dịch thì không sao, nhưng mà chỗ có dịch rất là nguy hiểm. Đó, như mình nói với các bạn đó, chỉ lấy có một món hàng thôi, tiếp xúc với một người shipper thôi, trả một cái giá cũng khá đắt. Nói chung là chưa có tới mức là phải sinh ly tử biệt, nhưng mà bị nhiễm Covid là một cái giá khá là đắt rồi.
Đây các bạn đừng, các bạn ơi đừng có như thế này nữa nha, đừng có ngay phòng chống dịch nhà nước đưa quân đội vô để đi chợ mua đồ, đi chợ mua đồ giùm, tức mua giùm tức là người ta phải bỏ tiền của người ta ra, người ta đi mua về đưa cho các bạn trả tiền lại cho người ta. Nhưng mà bơm hàng thế này rồi người ta lấy tiền đâu người ta mua, thì người ta tiếp xúc với bao nhiêu là người bệnh đó, F1, F2 rất là nhiều, F0 còn rất là nhiều, chứ đừng nói F1, F2. Như này là biết bao giờ mới hết bệnh. Nè, ai Duy Kiều đóng cửa ban ngày thì mở cửa, nói chung là ban ngày cái vùng Duy Kiều là nó gần như là vùng xanh, thì ban ngày vẫn mở cửa, nhưng mà chỉ là đi chợ rồi nấu cơm rồi ăn rồi ở nhà thôi, chứ cũng không tiếp xúc với ai hết. Bạn nào ở gần có tới có công chuyện gì đó thì kêu các bạn ở ngoài đi, tốt cho các bạn, tốt cho mình luôn. Nhà mình có mẹ già, có con nhỏ, các bạn cũng vậy nữa, biết đâu mình lỡ các bạn tiếp xúc với mình mà mình có bệnh rồi sao, hoặc là mình tiếp xúc với các bạn có bệnh rồi sao, rất là nguy hiểm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Duy Kiều nói chung là ít khi nào mà Duy Kiều quay trực tiếp như thế này để chia sẻ với các bạn, nhưng mà thấy có những cái tình trạng nè, Duy Kiều đọc một phường mà 30 đơn hàng như thế này là Duy Kiều thấy cái ý thức nó rất là kém. Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu quận, một quận bao nhiêu phường mà một phường mà tới 30 đơn hàng như thế này, mà ngay cái mùa dịch. Còn cái chuyện mà bơm hàng, Duy Kiều bán hàng bơm hàng thì đó là chuyện bình thường, ai cũng vậy. Duy Kiều coi nhẹ cái chuyện này lắm. Nói chung là đừng có điện thoại không có lý do mà tự nhiên bị chửi là hơi khó chịu. Nhưng mà còn cái chuyện mà bán hàng rồi bơm hàng là cái chuyện quá bình thường. Mình đâu có biết người ta cái lý do gì người ta bơm hàng đâu mà mình trách người ta. Nói cho vui nhưng nó là sự thật. Có một anh shipper vui tính đó, đã từng để trên cái cục hàng của mình nè, lý do trả hàng về là khách đã mất. Mình để cho khách đó không có nghe máy, nhưng cục hàng về tới trên đây để là khách đã mất một lần duy nhất. Còn những lần khác như là không nghe máy hay là khách từ chối nhận hàng là bình thường lắm. Nhưng mà có một lần gặp anh shipper không nhớ là ở tỉnh nào, nhưng mà thấy anh để trên đây thì mình cũng không hiểu, không biết cái chuyện đó có thật hay không, cho nên là mình cũng cái suy nghĩ nó không phải thoáng một tí mới được. Mình không biết cái lý do người ta từ chối cái đơn hàng của mình, nên mình cũng đừng vội trách người ta. Còn thôi chia sẻ với các bạn vậy thôi, mình người nông dân mà dãi nắng dầm mưa da đen đó, rất là chất phát thật thà ma mảnh chất phát thật thà nhưng mà có ma mảnh, thì nói chung là có sao nói vậy thôi. Các bạn xem video nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý và bỏ qua nha. Tại bữa nay nói chung là cũng cái vụ này nè, bức xúc cái vụ này nè, tại vì là mình ở nhà là gần 2 tháng nay rồi, mình đóng cửa như này nè, mình đi chợ nó rất là khó khăn luôn. Nhưng mà mình đọc cái bài báo như này mình rất là bức xúc. Mỗi ngày mình cứ vô cái là cứ tới giờ là mình phải vô coi là bữa nay bao nhiêu ca bệnh, là cả nay Việt Nam mình là bao nhiêu ca, và cái tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh với lại cái tỉnh Hậu Giang của mình đang ở, là mình coi thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh ở này là bao nhiêu, cái tổng số là bao nhiêu nè, thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu và cái chỗ mình đang ở là bao nhiêu, nó có giảm hay không, nhưng biết bao giờ nó mới hết dịch bệnh để mình có thể hoạt động trở lại bình thường. Nhưng mà bữa nay lên nhìn mình đọc cái bài báo này mình cảm thấy rất là bức xúc. Trước đây mình từng đi bộ đội, tức là mình là đã là bộ đội vô đó để rèn luyện,
mình là cái người nhỏ nhất, mình đi nghĩa vụ mình là người nhỏ nhất, thì cái chuyện gì nó cũng phải tới lượt mình hết trơn. Huấn luyện cũng phải là mình đi làm cái nhiệm vụ gì đó, những cái nhiệm vụ đơn giản nha, ví dụ như những cái chuyện mà chính trị cao cấp thì các sĩ quan người ta làm, chứ mình làm gì được làm. Còn nói đi chợ mua rau, bây giờ ông trung đội trưởng ra phân công kêu 5-7 chiến sĩ ra đi mua cho hộ này, đi mua cho hộ kia, rồi đem tới chỗ đó chỗ đó, lính đi không, ví dụ nhiều quá thì bổ sung vô các anh lính chuyên nghiệp, rồi mới tới mấy anh sĩ quan, tại vì người ta có chức có vụ, người ta còn phải làm những chuyện khác, còn mình chỉ là lính thì mình phải đi làm những cái đi đầu, mình phải đi như vậy thôi, những cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình phải đi, người ta phải làm chuyện khác. Đó, bây giờ thấy như này rất là bức xúc, cảm như là mình đồng cảm hay sao đó. Ok, bữa nay nói hơi nhiều, cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.